tạo màu tươi thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa chi nhân quyền uy. Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ và tất cả những ai đang theo dõi chương trình Phụng vụ Thánh của Trung tâm Mục vụ Đa Minh do các cha Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại phụ trách, và chúng con là Linh Mục Thomas Aquinas, Trần Thiên Ân, dòng Đa Minh. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, chúng ta đã biết trong cuộc sống của chúng ta, mà đặc biệt ngay cả trong phụng vụ cũng vậy, có rất nhiều những cái điều mà chúng ta học hỏi, nhưng mà có nó chung quy lại, nó có một cái điều mà chúng ta phải nhắc nhở, đó là đâu là biểu tượng, đâu là cái sự hiện diện thực sự. Ngay cả trong cuộc sống cũng thế, trái tim nó biểu hiện cho một cái tình yêu, nhưng mà thật sự cái tình yêu thực sự nó là một chuyện khác. Ngay cả trong bí tích thánh thể cũng vậy, ngay trong thánh lễ chúng ta thấy một cái nến phục sinh, biểu tượng của nó là cho Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà nó không phải, cái nến không phải là Chúa Giêsu thật, và trong phép thánh thể thì lại là chuyện khác. Và nhiều người cho đến bây giờ vẫn lầm tưởng rằng thánh thể chỉ là một biểu tượng, thành ra đó là cái điều mà chúng ta rất là thao thức. Chính vì vậy mà tạ ơn Chúa cha Giuse Đinh Văn Nghị là linh hồn của phụng vụ thánh này, thì và cùng với chúng con ngày hôm nay muốn đến với tất cả quý cụ mà và anh chị em những cái chuỗi bài học kế tiếp đây, chúng ta sẽ nhấn mạnh về bí tích thánh thể. Và cũng là Chủ nhật này chúng ta cùng với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ chúng ta mừng lễ mình và máu thánh Chúa. Thành ra là chúng con nghĩ rằng trong cái thời gian từ nay trở đi, chúng con sẽ cùng với cha Giuse Đinh Văn Nghị để nói về chương trình gọi là bí tích thánh thể. Và chúng con xin giới thiệu đến tất cả quý cụ mà và anh chị em cha bề trên của chúng con, cha Giuse Đinh Văn Nghị. Chúng con kính chào cha. Thưa cha, con kính chào cha xứ, kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Dạ. Như là cha xứ vừa giới thiệu đó, là nhiều khi chỉ là biểu tượng, chỉ là hình bóng, dạ, và vâng, cái thực đấy. Dạ. Bây giờ vấn đề là như này. Dạ, vâng. Đối với đạo chúng ta đó, dạ, là rất khác cái đạo khác. Vâng. Là bởi vì những cái người mà không phải là đạo chúng ta, dạ, vâng, thì chúng ta đến với Thiên Chúa qua cái việc chúng ta nhận biết quyền năng của Ngài. Dạ, vâng. Đấy. Rồi thứ hai, những hành động của Ngài. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Đấy, do đó thì ta nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi là, dạ, cái chuyện đó. Dạ vâng. Đó. Để rằng dù rằng có nhiều khi rồi người ta hỏi bạn, Chúa ở những nơi bẩn thỉu không? Bảo có. Dạ. Bởi vì nếu không có quyền năng của Thiên Chúa, dạ, thì tất cả những cái sự bẩn thỉu kia không thể nào mà hồi phục cho tốt đẹp được. Dạ vâng. Nhưng mà đạo Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa hiện diện không phải như vậy. Dạ vâng. Thiên Chúa hiện diện của chúng ta là Thiên Chúa ba ngôi, dạ vâng, là ở gần chúng ta, dạ là vâng, một. Thứ hai nữa là Ngài đã nhập thể làm người giữa chúng ta bằng xương bằng thịt. Vâng. Không có tôn giáo nào như vậy. Vâng. Đó. Do đó thì cái việc mà chúng ta đến với Thiên Chúa của chúng ta là đến với Thiên Chúa một cách cụ thể, dạ vâng, mà nói theo cái tiếng của tiếng Anh ấy, nó gọi là real, real, và đúng thật như vậy, dạ nó vâng, gọi là true, true, yeah. Và thứ ba, substantial, dạ, tức là Ngài đến như là con người thật giữa chúng ta, dạ vâng, đó, vâng. Và vì vậy khi mà chúng ta đến với phép thánh thể, dạ vâng, là không phải là đến như là một biểu tượng, dạ vâng, không phải đến như một hình bóng, dạ vâng, nhưng mà chúng ta đến với Chúa Giêsu thực sự bằng xương bằng thịt, vâng, đã là đến với chúng ta trong bí tích thánh thể. Vâng, dạ, chính xác. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, đây đấy, chứ chúng ta thấy cái khó của chúng ta, nó khó ở cái điều này là vì Thiên Chúa là đấng thiêng liêng, đã là thiêng liêng thì chúng ta biết, mặc dù sau khi Chúa Giêsu Ngài về đến trần gian thì chúng ta mới có được hiểu được Thiên Chúa ba ngôi như thế nào, như tuần rồi chúng ta đã được cùng với nhau tham dự thánh lễ học hỏi, rồi chúng ta nghe các cha giảng dạy.
Nhưng mà đấy, dù sao thì Thiên Chúa vẫn là đấng thiêng liêng, hay là linh hồn của chúng ta cũng là loài thiêng liêng, nên chúng ta không có thể nào chúng ta là sờ mó như cái bàn, cái ghế, cái iPhone hay cái tất cả những gì chúng ta sờ được. Nhưng mà cái thiêng liêng đó, nó là một cái gì đó nó ngoài cái, chúng ta phải lấy đức tin chúng ta bù lại. Thành ra bí tích thánh thể đó nó lại một cái gì đó đặc biệt, nó không hoàn toàn là thiêng liêng nữa, và nó cũng không hoàn toàn hẳn là cái bàn cái ghế, mà nó có một cái, như cha có nhắc cái chữ substantial đó, nó có một cái gì đó nó vừa ẩn vừa hiện ở trong đó, nên đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu kỹ và chúng ta phải nhận ra sự hiện diện thật. Nó không phải là chỉ biểu tượng nữa, như con nói chẳng hạn, như một trái tim, hình ảnh một trái tim nói về tình yêu, nhưng mà cái đấy nó không phải là tình yêu cho đến khi thực sự hai người có yêu nhau, cái đó nó mới trở nên tình yêu. Và bởi vậy trong bí tích thánh thể, trong cái bài ngày hôm nay đi, chúng con sẽ cố gắng hết sức để chúng ta nhận ra là Chúa Giêsu thực sự là hiện diện trong bí tích thánh thể một cách hữu thực sự là như vậy, và đúng là như vậy. Nếu mà sau buổi này mà mọi người vẫn nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ là hiện diện ở đấy trong một cái hình cái bóng thôi, là chúng ta thất bại, có vấn đề, là có vấn đề và thất bại hoàn toàn. Nếu đúng là đã như cha nói rất hay, cha đặt vấn đề rất hay đó, là có nhiều điều thiêng liêng, dạ vâng, hay có những điều gọi là nó vượt qua cái vật chất, dạ vâng, thì mình phải có một cái kiểu cách khác. Dạ vâng. Thí dụ như về tình yêu giữa con người và con người, đấy dạ vâng. là cái rất có thật. Dạ vâng. Nhưng mà mình phải có kiểu cách nhìn. Dạ vâng. Hoặc là cái mình có kiểu cách sống như thế nào, mình mới biết tình yêu thực sự nó như thế nào. Dạ. Và cái đấy là khi trong cái vấn đề mình là, như chúng ta là linh mục, đặc biệt con là nhà giáo đó, thì đây là cái mình phải cẩn thận huấn luyện, đặc biệt các em trẻ của mình, để cho nó phải biết, như con nói đó, không phải là chỉ dùng ánh mắt không, không phải chỉ dùng cái tay chân này không, không phải chỉ dùng cái ý tưởng này không, nhưng mà nó phải sử dụng cái khả năng của con tim và đặc biệt linh hồn nữa, để khám phá ra cái tình yêu thực sự trong cuộc sống của nó. Đấy, do đó đó thì khi mà nói về phép thánh thể thì bảo rằng, nó bảo rằng thực sự hiện diện. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã phục sinh. Và khi Ngài phục sinh như vậy, cái sự hiện diện của Ngài nó khác. Dạ vâng. Thí dụ như chúng ta đã bàn về vấn đề khi Chúa sống lại đó. Dạ vâng. Là Ngài đi vô phòng kín, đâu có phải không có cần cửa phải mở cửa nữa. Đấy. Nhưng mà cái kiểu cách Ngài hiện diện thực sự có thật, dạ nó vâng. khác. Vâng. Và do đó như cha nói, phải dùng con mắt đức tin. Dạ vâng. Và con nghĩ rằng chúng ta phải dùng con mắt linh hồn, chúng ta là thế đó, dạ vâng. là con mắt đức tin là vậy. Nhưng mà nói chung là bây giờ cụ thể hơn, vâng. đó là đây là cái không phải là giáo hội công giáo chúng ta bịa ra. Vâng. Không phải. Vậy. Một là nếu mà chúng ta, những người nào học về Kitô giáo thì đều biết rằng tất cả các cái Kitô giáo phái, gọi là giáo phái đó, hay là các giáo hội khác nhau, vâng. đều tin là như vậy, dạ vâng. trừ có một số rất ít sau này, dạ vâng. là thí dụ như đây con liệt kê ra này, là Công giáo này, dạ vâng. Chính thống giáo, vâng. tức là các anh em Đông phương, dạ vâng. rồi Oriental Orthodoxy, tức vâng. là các anh em về cái chính thống đó, chính thống. Rồi thì cái giáo hội, cả những anh em ở trong giáo phái Lutero, yeah. Luther đó, dạ vâng. rồi thì Anh giáo là đặc biệt, đấy. Rồi thì đa số các cái người mà trong đạo Tin Lành, Tin Lành. Cũng tin như vậy. Tin như vậy. Có chỉ khác nhau là cách là khác nhau. Bây giờ thực sự hiện diện như vậy mình phải giải thích như thế nào thôi. Vâng. Đấy, hèn chi để cái hiện việc diện, mà hiện Chúa diện sự tới đâu hiện nữa. Diện tới đâu. Vâng. Đấy, yeah. cho nên hèn chi có nhiều người bây giờ con thấy rằng có vấn đề là có khi làm việc với trẻ, đề. Con nói xin lỗi với ngay cả các linh mục đó. Dạ vâng. Nhiều khi gọi là tiếng Mỹ nó gọi rất là cynical. Yeah. Là bảo rằng nói về yêu thương nhưng mà thực sự đâu yêu thương là cái mức gì, cụ thể đi. Dạ vâng. À, nói đúng ra thì không cẩn thận á, người ta yêu thương chỉ là cái mộng mơ và dạ cái khao khát con người muốn, dạ vâng. mà người ta gọi yêu thương thôi. Dạ. Nhưng mà nếu có chúng ta có kiểu sống và kiểu nhìn đặc biệt thì chúng ta sẽ biết là yêu thương thực sự nó mang lại con người mình cái gì. Dạ vâng. Đấy. Do đó đó thì bây giờ cụ thể vâng, là cụ, để cụ thể để đi. Học những cái đường vâng. thường con người đó là mình biết cái đó nó thực như vậy là bởi vì là đã được cha ông mình huấn luyện, và qua cái việc huấn luyện đó mình sống theo kiểu như vậy thì chúng ta khám phá được sự thật, chúng ta rờ được sự thật. Dạ vâng. Nói về lịch sử, về vấn đề hiện diện Chúa Giêsu
thực sự hiện diện trong Pháp Thánh Thể. Thì đây là cái điều mà ngay từ lúc đầu là các môn đệ đã có rồi. Đó là ngay các tông đồ công vụ nói nhiều rằng cứ mỗi khi mà các đấng mà tụ họp lại với nhau để mà cử hành việc mà Chúa Giêsu sống lại đó, thì các ngài đều cử hành nghi thức bẻ bánh hết. Dạ vâng. Đấy. Đúng rồi. Đó, bởi vì qua việc bẻ bánh mà các ngài được tham dự vào ba việc. Dạ vâng. Cái việc thứ nhất đó, đó là hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Dạ vâng. Thứ hai là tham dự vào sự sống lại của Chúa Giêsu khi ngài sống lại. Yeah. Cái thứ ba quan trọng hơn là được động chạm đến Chúa Giêsu thực sự hiện diện, như là khi mà Chúa Giêsu đến với các môn đệ trên con đường đi Emmau đó. Yeah, vâng. Các ngài ngồi xuống thì trong lúc bẻ bánh, yeah, vâng, thì nhận ra là Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng xương bằng thịt ở đó. Dạ vâng. Đó, cho nên hèn chi này là ngay từ đầu đã vậy. Dạ vâng. Là các môn đệ tin là khi mà bẻ bánh, rồi cái bánh đó như lời Chúa Giêsu nói rằng đây là mình thầy, đây là máu thầy. Dạ. Bởi vì họ tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và lời của Thiên Chúa phán rằng hãy có cái gì thì liền có cái đó. Dạ vâng. Và thực là như vậy. Dạ vâng. Đó. Vì vậy theo như vậy đó thì là ngay các tông đồ như vậy rồi thì sang đến các môn đệ các tông đồ và qua các thời đại, thí dụ như là qua các cái đấng thánh giáo phụ này. Dạ vâng. Đúng không? Vâng. Của khởi đầu đó, rồi thì qua đến các thần học gia thời trung cổ như thánh Thomas đồ này nọ kia đó, thì luôn luôn rằng nhắc nhở Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Pháp Thánh Thể. Dạ vâng. Đấy, thí dụ như là nói về cái về riêng về ngoài trong thời các tín tông đồ thì chúng ta thường thường nhắc nhở về thư thánh Phaolô, đúng không? Dạ vâng. Thánh Phaolô bảo này, chính ông thánh Phaolô bảo này, khi anh em đến để cùng bẻ bánh với dạ nhau thì anh em phải cẩn thận. Khi anh em ăn bánh thì anh em trước hết phải có cái tin. Yeah. Và cái disposition, tức là cái việc mà anh em chuẩn bị làm sao để cho xứng đáng đón nhận con Thiên Chúa vào mình, thì làm sao phải ăn và uống cho xứng đáng. Dạ vâng. Kẻo không thì ăn và uống chén phạt của mình. Dạ vâng. Ông Thánh nói rõ như vậy. Dạ vâng. Nếu hình bóng thì mình không cần phải lo. Dạ vâng. Cái đó. Đúng, đúng không? Rồi, đúng. Nhưng rồi mà vì thật như vậy. Đấy, thì cái thời các thánh tông đồ trong Tân Ước thì đã nhắc như vậy. Thì trong cái teaching, tức là trong lời dạy thánh đồ mà để ghi vô trong cái quyển sách mà thời các tông đồ gọi là Didache đó. Yeah. Mà anh nào học thì cũng đều biết đấy là thời các thánh tông đồ. Và ngay thời các tông đồ thì họ viết như thế này. Họ biết rằng, họ viết này, không ai mà được ăn và uống thánh thể trừ khi họ đã được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đấy, có liên quan tới điều này thì anh em hãy nhớ rằng chính Đức Giêsu đã nói rằng anh em đừng cho chó của thánh. Dạ vâng. Đấy, cho nên là chi họ khi mà đến với tín thánh thể là họ tin như vậy. Dạ vâng. Và rất là kính trọng tín vâng thánh thể. Vâng. Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý cụ mà và anh chị em, chúng ta thấy rằng một lần nữa qua tất cả những lời cha vừa nói, nó có một cái lịch sử đằng sau về bí tích thánh thể. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ngày nào chúng ta cũng có dâng thánh lễ, một năm là gọi là 52 ngày thì chúng ta đa số chúng con dâng lễ 2 ngày, một ngày phải 2-3 lần đại khái như vậy. Tại vì có những chủ nhật thì là nhiều rồi, mà ngay cả ngày thường thì nhà dòng, nhất là những ai sống vùng Houston này mà cạnh nhà dòng thì cũng đã biết 7 giờ sáng là nhà dòng đã trong tu xá Đam Minh đã có một thánh lễ rồi. Rồi sau đó đó là nếu nói sớm hơn nữa là bên các sơ đó là 6 giờ các sơ Đam Minh đã có một lễ rồi. 7 giờ các cha Đam Minh và các giờ tu xá Đam Minh có một lễ. 8 giờ 30 thì ở nhà thờ La Vang, 9 giờ lại bên nhà thờ Lộ Đức, rồi buổi chiều lại 6 giờ 6 rưỡi. Nói chung là ở gần đây là lễ liên tục. Chúng ta đã có rất là nhiều thánh lễ, mà tại sao chúng ta lại có một thì tại sao chúng ta lại giáo hội lại đặt để một cái chủ nhật gọi là sau lễ Chúa Ba Ngôi lại là lễ kính mình máu thánh Chúa. Con thấy cái đó cũng rất là
hay, nhưng mà và nó cũng là một cái điều để như nhắc nhở cho mỗi người chúng ta học hỏi thêm, tìm hiểu thêm. Chứ còn nhiều khi mình cứ làm riết rồi mình không biết tại sao là có biết thấy thánh thể, rồi sau này mình không ai nhắc đến là khi cứ làm như một thói quen, không biết tại sao mình lại làm như vậy, đúng không thưa cha? Dạ. Thành ra cái sự hiện diện thật của biết thấy thánh thể là tuần này chúng ta phải quảng bá một cách rầm rộ, nào là phong trào thiếu nhi thánh thể, rồi thừa tác vị thánh thể, tất cả những cái đoàn thể này đều nhận chưa kể một số cao đoàn đều nhận phép thánh thể làm bổn mạng của mình đó thưa cha. Đúng. Rất là hay luôn đó. Thực sự đó đó thì khi mà bí tích thánh thể đó, cái thánh lễ này đó, thánh lễ mà mình máu thánh chúa vâng. được cử hành ra đó, vì vào thế kỷ thứ 17 đó, 17 luôn là dạ. bắt đầu là người ta chống đối. Ồ, vậy đó hả? Chống dạ. đối nhiều quá. Mắc mới thì chống đối. Đấy, cho nên hèn chi rồi thì là giáo hội đó là cho phép cử hành lễ gọi là mình máu thánh chúa một cách đặc biệt. Dạ vâng. Bởi vì lý do rất đơn giản và thường là nếu không cẩn thận đó, là mình quên cái điều căn bản này chả. Dạ. Là mỗi thánh lễ là chúng ta như con đã thưa rồi cử hành 3 việc. Dạ vâng. Cái việc thứ nhất đó là Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Vâng, chúng ta. Cái kết quả của cái cuộc khổ nạn, sự chết của Ngài đó, đó là Chúa phục sinh. Dạ vâng. Để mang lại cái sự sống mới cho chúng ta. Dạ vâng. Chúng ta được tham gia. Và cái điều thứ ba là quan trọng. Dạ. Khi mà chúng ta tham gia cái việc mà Chúa Giêsu sống lại, sự sống lại Chúa Giêsu đó, thì chính cái đời sống đó được nuôi dưỡng qua bí tích thánh thể. Dạ vâng. Đấy, cho nên là ba việc nó hoàn toàn khác nhau. Dạ vâng. Hoàn toàn khác nhau. Mà nó lại liên kết với liên nhau. Liên kết với nhau. Dạ vâng. Và vì vậy một mặt nó khác nhau, một mặt nó liên kết với nhau. Dạ vâng. Do đó đó thì thường là người ta chỉ nghĩ đến cái việc thánh giá và sự phục sinh mà quên đi mất là Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện và nuôi dưỡng chúng ta qua phép thánh thể. Dạ vâng. Vì Ngài đã bảo đây là mình thầy, đây là máu thầy. Dạ vâng. Đó vì vậy anh chị rồi thì càng ngày đã càng rõ ràng ra là khi đối với người giáo hội Công giáo đó, khi mà chúng ta vào nhà thờ thì không phải chỉ có thánh giá không. Dạ vâng. Thánh giá là con đường đưa tới vinh quang của vâng. sự sống lại, mà trên thánh giá bao giờ cũng có thân thể Chúa. Vâng. Đó. Vì vậy anh chị mà khi mà lập bí tích thánh thể này ở cái lễ mình máu thánh chúa để nhắc nhở cho rõ ràng. Dạ vâng. Đó là trong hiến lễ của Chúa Giêsu thì Ngài tiếp tục trở nên của ăn cho chúng ta. Vâng. Để chúng ta được tham dự và vào cuộc sống của thần linh của Thiên Chúa, sự sống lại đó, và sự sống này phải được tiếp tục nuôi dưỡng qua bí tích thánh thể. Vâng. Đó, vì vậy chi là ngay từ đầu đã vậy rồi. Vâng. Thí dụ như là năm cái ông thánh Ignatius Antiochia khi mà ông viết vào năm 1106, ông này là môn đệ của các tông đồ. Yeah. Đúng không? Bắt đầu của Phêrô rồi về năm, sau là năm 106 đúng không? 106. Yeah, vâng. Là đầu. Đấy là lúc là trước là môn đệ Phêrô rồi về sau là môn đệ thánh Gioan á. Yeah, vâng. Ông ấy viết như này này. Là tôi không mong muốn gì hơn là mong muốn bánh thánh của Thiên Chúa, bánh từ trời, bánh sự sống. Rồi ông mới viết, bánh đó là gì? Bánh đó là thịt của Đức Giêsu Kitô, dạ vâng. con Thiên Chúa. Dạ vâng. Đấy, và tôi cũng mong muốn được uống chén thánh của Thiên Chúa. Dạ. Và chén thánh đó là đòi gì? Đó là chính máu của Ngài. Dạ vâng. Đấy, cho nên là chi khi mà sống cái đời sống Kitô hiếu là người ta rất là coi trọng và tin thật rằng vâng. trong phép thánh thể Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng xương bằng thịt bằng máu của Ngài vâng. ở trong phép thánh thể vâng. và cứ theo như vậy thế là năm 150 tức là cái ông thánh Justin từ đạo đó vâng. thánh Justino đó vâng. là trong cái sách ông ấy viết như vậy và ông ấy tin như vậy mà ông sống như vậy đến cái đó là ông ấy chết vì điều đó luôn. Dạ vâng. Thế ông ấy viết cái gì? Ông bảo này, trong phép thánh thể đấy không phải là bánh thường nữa. Trong cái chén rượu mà chúng tôi cử hành đó, không phải là rượu thường, biểu tượng cái gì nữa. Nhưng mà đấy là chính thịt và máu Đức Giêsu Kitô. Ông ấy viết như vậy. Dạ vâng. Đấy, chứ ngay từ thế kỷ đầu vậy. Vì vậy, chị ở ngay đầu đó là họ tin và họ nói luôn luôn sống nó quá gần gũi như vậy, người ngoài hiểu lầm. Dạ vâng. Bảo rằng
Điều bà bảo rằng cái đám Kitô giáo này nó ăn thịt người, thành hơn bị tố cáo như vậy. Đấy, thế chứ để trong cái việc mà trong 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 cái các câu chuyện về các thánh tử đạo ban đầu đó là cái câu hỏi được đặt rất nhiều, là bởi vì người ta cứ nghĩ rằng các môn đệ của Thiên của Chúa Giêsu Kitô khi tụ lại là ăn thịt và uống máu thật, mà thực sự là người ta ăn thịt và uống máu Đức Giêsu Kitô chứ không phải là trong máu thịt một con người nào khác. Thì đấy, chúng ta thấy rằng thật ra bí tích thánh thể nó cũng là một cái gì đó rất là hai mặt. Nó cũng có những cái trái chiều của nó. Chẳng hạn như chúng ta thấy nhờ lần trở lại cái phúc âm của Thánh Gioan chương 6 ví dụ như vậy. Khi Chúa Giêsu mặc khải về bí tích thánh thể, Ngài nói về ta là bánh trường sinh, ta là bánh hằng sống vân vân, từ trời xuống không phải như manna là đã các cha ông các người ăn và đã chết. Thì là bắt đầu là cuối cùng là con nhớ phúc âm của Thánh Gioan chương 6 câu 69 là cuối cùng là mọi người lần lượt bỏ đi hết, cho rằng cái lời này chói tai làm sao mà nghe được. Thì đấy, Chúa Giêsu nói Phêrô cả con cũng muốn bỏ thầy hay sao? Thì Phêrô lại nói là lạy thầy, bỏ thầy con biết theo ai, vì chỉ có thầy có lời ban sự sống đời đời. Thành ra bí tích thánh thể nó là một cái gì đó con nghĩ rất là thách thức, mà ngay cả từ khi ban đầu khi Chúa Giêsu nói về bí tích thánh thể là nhiều người đã bỏ, cuối cùng đã bỏ đi rồi, mặc dù là thích Ngài lắm, Ngài làm phép lạ, Ngài nói hay vân vân và vân vân, mà bỏ đi vì họ không có cái đức tin. Đức tin thành ra không có đức tin là vứt đi. Rồi đến sau đó thì con cũng nghĩ rằng sau này giáo hội của mình với lịch sử đó, con nhớ có một thời gian là cấm không cho rước lễ luôn, tại vì cảm thấy bí thánh thể nó cao vời quá, thành ra không ai dám đụng tới, thành ra không ai lên dám rước lễ nữa, đâm ra thánh thể lại bị bỏ rơi. Chúng ta cho cái đó là quá quan trọng đến mức độ chúng ta không có cái sự gần gũi, làm cũng là một cái thiệt thòi của bí tích thánh thể. Rồi đến lúc sau này lại bắt đầu là người ta lại yêu thánh thể nhiều quá, lại rước nhiều quá, cuối cùng rước mình thánh Chúa nhiều quá lại bảo thôi, rồi coi thường, rước một cách bừa bãi. Nhiều khi có những cụ già, xin lỗi, đụng chạm với các cụ già hơi nhiều, rảnh nó không biết làm gì ấy. Một ngày đi lễ 5-6 lễ, rước hết đủ thăm thánh lễ, về sau này giáo hội phải nói là chỉ có maximum dân đầy đủ trọn vẹn 2 thánh lễ thì được rước lễ 2 lần. Mà khổ một cái, có một số ông cha nhà mình nghe như vậy thích quá, ô kể như tôi chỉ rước lễ 2 lần trong một ngày thôi, đến lễ thứ 3 tôi không dâng nữa, thế là các ông không thèm dâng lễ nữa cha. Mà Chủ nhật con hỏi chứ bây giờ mình chỉ có dâng 1 lễ 2 lễ, mà có những cái xứ vùng sâu vùng xa bên Canada con nghe một cha có tới 7 cộng đoàn, thì bây giờ mà dâng 2 lễ thì cái 50 cộng đoàn kia đi đâu, nó làm cái gì? Rồi nó mà họ xa quá, chỉ có các cha đến với họ mà thôi. Thành ra là cái đó cũng là rất là thách thức. Thành ra là nói về bí tích thánh thể con nghĩ chắc nhiều lắm cha. Thành ra nhưng mà mình phải biết đâu là cái chỗ mà chỗ dừng và đâu là cái chỗ mà chúng ta tiến tới. Còn nếu chúng ta đi extreme, rước nhiều quá không được, không rước Chúa cũng không xong, tại vì Chúa nuôi mình mà mình không ăn không uống, mình không hít thở, thử mình có sống nổi hay không, đúng không thưa cha? Vâng thưa cha, khi mà về bí tích thánh thể đó thì chúng ta phải nhớ rằng nó có 3 cái điều rất quan trọng. Vâng, một lần cái nữa, điều, ba điều một quan điều trọng. Thứ nhất đó, là chúng ta tin thật rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng xương bằng thịt trong pháp thánh thể. Đấy là điều quan trọng. Vâng. Rồi thì cái cách như thế nào thì cãi nhau. Nhưng mà cho đến bây giờ, cái cách mà diễn tả hay nhất vẫn là bản tính, là bản thể, tức là substance. Vâng. Bản thể của bánh đã đổi thành, đã chuyển thành. Rồi bản thể của bánh không còn nữa, mà chuyển sang bản thể của Đức Giêsu Kitô sống lại. Đấy, thì đấy là cái vẫn hay nhất đến cái độ rằng bắt đầu đó thì bên chính thống giáo đó họ không có vấn đề, chỉ bảo Chúa Giêsu đã hiện diện rồi, đó thì thực sự rồi, không có vấn đề gì. Cho đến thế kỷ thứ 7, 17, để mãi về sau này thì nó mới rộ lên là người ta lại bảo rằng không có Chúa Giêsu thực sự hiện diện nữa. Do đó thì họ về bên chính thống giáo đó mới xác định lại, và cuối cùng cũng đi đến cái chỗ là transubstantiation mà thôi, tức là cái là chuyển bản thể mà thôi. Nhưng mà cái đó là thuộc về cái bài khác. Giờ đó, cái đấy là cái điều thứ nhất chúng ta phải tin. Cái điều thứ hai đó là chúng ta, cái việc chúng ta phải chuẩn bị. Đấy, như đến với con người, một con người thực sự bằng xương bằng thịt thì không thể nào như đến với hình bóng không được. Đến cái ảnh không mà không kính trọng thì người khác chửi thì nó vấn đề khác. Nhưng mà người bằng xương bằng thịt mà chúng ta đến mà không có lòng kính trọng, tức là cái cung từ, cái cung cách cho đến cái con người của chúng ta không được sẵn sàng, bất thì xứng. Cái đó là không xứng đáng. Dạ vâng. Đấy, cái điều thứ ba
đó là cái sự sùng mộ. Là cái sự sùng mộ nghĩa là gì? Sùng mộ đây không phải chỉ là chúng ta tôn kính không, nhưng mà sùng mộ có nghĩa là cái cung cách đó chúng ta đến, và với cái việc sùng mộ thì chúng ta nhận được chính Đức Giêsu Kitô để mà nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đấy là trong ba cái điều nó rất là quan trọng. Trước hết là tin này, đó là Chúa Giêsu thực sự hiện diện này. Cái thứ hai là chuẩn bị con người chúng ta làm sao cho xứng đáng để mà đến với Chúa là đấng hiện diện thực sự này. Và cái thứ ba, lòng sùng mộ để đón nhận các ơn ích này. Đấy là ba cái điều mà chúng ta đến với Thánh Thể chúng ta phải nhớ. Chứ còn đừng có cãi nhiều, tại vì chúng ta nói nhiều quá rồi chúng ta cứ nghĩ ra cái này rồi sáng kiến ra này, sáng kiến ra kia, sáng kiến nhiều quá thành tối kiến luôn. Thì ngày xưa nhiều đấng giỏi đó, đã có nhiều người làm cho mọi người cần phiền hà, cần phiêu sa. Đấy, cứ nhớ ba cái điều đó: tin, thật, chuẩn bị và sùng mộ. Thế thôi, sùng mộ để đón nhận ơn ích của nó. Cái ơn ích là cái quan trọng. Còn như thế nào, những cái thật sự thì chúng ta biết rằng là rồi thì đấy. Nhưng mà nói về ngày nãy con thấy cha cũng nói một cái điều rất là hay nữa, đó là ba sự khi nói về bí tích Thánh Thể, là khi mà chúng ta mặc ngoài cái việc bọn ta mới nói là tin, chuẩn bị, sùng mộ, thì bên kia thì khi chúng ta đi tham dự đó thì chúng ta là tháp nhập vào, chúng ta lại cử hành lại cái việc Chúa Giêsu ngài lại. Đó không phải là một cái biểu tượng, mà là sự thật, là mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ là Chúa lại một lần nữa hy tế của ngài trên thập giá được diễn ra cho chúng ta. Là bởi vì Chúa Giêsu không phải là con người chết. Vâng. Đúng. Là ngài đã sống lại và không còn chết nữa. Vâng. Và chính trong phép thánh thể ngài hiện diện thực sự như là Chúa Giêsu phục sinh. Vâng. Đấy là cái điều quan trọng. Đó. Và vì vậy chứ trong thời ngay cái thời ngày nãy giờ mình bàn về cái thời ngày xưa, bây giờ ngay thời bây giờ không vậy? Vâng, mình đây về thời bây giờ thì thế là theo như cha thì có những cái vị thánh thời đại của chúng ta là con nghe nói cũng 4-5 vị thánh, nhưng mà con thích nhất là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngài ngầu lắm, ngài nói: tôi biết rằng giáo hội không cho phụ nữ làm linh mục, tôi biết đó, nhưng mà tôi ao ước, tôi thích, tôi thèm, tôi muốn được lên linh mục để làm gì? Tại cái ý nghĩa của ngài lại hay, để rồi mỗi khi tôi muốn gặp Chúa thì tôi chỉ cử hành thánh lễ thôi, vì lúc đó thì Chúa Giêsu hiện diện thật ở trong thánh lễ. Chính vì vậy mà mục đích duy nhất của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu để muốn trở thành linh mục là muốn được Chúa hiện ra để cùng với mình sống cái giây phút hiện tại, mà cái đó cũng là một cái điều rất là hay. Còn thích Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Vâng. Đấy, về cái Thánh Teresa như vậy là vẫn còn cái thời ngày xưa. Người ta bảo cái thời ngày xưa đó là người ta ta gọi là hơi mê tín, sùng tín một cách thái quá. Bây giờ mình nói ngay bây giờ này. Dạ, vâng, ngay bây giờ. Ngay bây giờ, này. Bây giờ. Bây giờ là thế kỷ thứ 19 này này. Có là, mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Calcutta là, thì cái đó đây bảo chứ, cái bà đó quá đạo đức rồi. Đấy. Sao không nói được vậy? Vâng. Sao không nói được? Nhưng mà bây giờ những cái người mà rất gần gũi mà thực chúng ta biết đi. Này, thực tế này. Dạ, vâng. Thí dụ như là cái ông Trần Phước Carlo Acutis. Cái người trẻ trẻ đó. Nhớ không? Dạ, vâng, nhớ. Ông ấy sinh năm 1991. Dạ vâng. Rất trẻ. Rất là trẻ. Đúng không? Dạ vâng. Rồi ông ấy rồi đấy. Thì bây giờ giờ cái đời sống của đấng thánh này thì làm sao nào? Đời sống của đấng thánh này đó là rất là hay, là đối với cho tuổi trẻ bây giờ. Là ông ấy chết năm 2006, lúc đó ông ấy mới 15 tuổi à. Dạ. Đấy. Mà ông ấy chết vì cái bệnh gì? Vì leukemia, vì ung thư máu. Dạ. Đấy. Cho nên là chi đây là cái mà ông ấy làm. Thì và bảo rằng bây giờ cái trẻ bây giờ người ta không có hiểu vì hoàn cảnh nó khác, không phải. Đấy, chính cái đấng thánh này nhá. Là ông ấy sinh ra ở nước Anh chạ, nhưng mà bố mẹ ông ấy là người Ý. Đấy, người Ý. Ông ấy sinh năm 1991. Dạ, vâng. Tức là bây giờ có nhiều con cái của cha là cái tuổi đó, đúng dạ, không? Vâng. Thua mà, con 20 tuổi. Đấy, thua 20 tuổi. Sau con 20 năm. Đấy, dạ, vâng. Bây giờ người ta làm trên phước rồi, sắp sửa làm thánh. Trời, bây giờ đấy. Dạ, vâng. Mà ông ấy như là người trẻ bây giờ. Vâng. Là ông ấy rất mê đóng bá. Yeah. Đá bóng. Vâng, đá bóng đấy. Yeah, vâng. Rồi ông ấy rất ghi mê chụp hình. Yeah. Và đặc biệt là ông mê máy tính. Yeah. Đấy. Là ông ấy tuy rằng là trẻ, nhưng mà về vấn đề máy tính là ông ấy tuyệt vời. Và cái điều mà rất là hay đó là ông ấy là đối với ông thánh trẻ này đó là Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của cuộc đời ông ấy. Dạ vâng. Khi mà ông ấy, sau khi mà ông được rước lễ mà lần đầu đó. Dạ vâng. Thì là ông ấy cố gắng ông đi lễ,
và rước lễ, rước mình máu Thánh Chúa mỗi ngày, rước mình Thánh Chúa mỗi ngày đó. Dạ vâng. Là cái kiểu ông diễn tả theo kiểu mới, kiểu trẻ bây giờ đấy chứ. Dạ vâng. Là ông diễn tả rằng là bí tích Thánh Thể là con đường cao tốc, tức là highway, dạ vâng, tức là freeway đó, dạ vâng, dẫn tới thiên đàng. Ừ. Đấy, một con đường là ông nói theo tôi nghĩ là cái VR, tức là với cái con đường bình thường mình đi là nó có đèn báo rồi, nó có biển điện dừng rồi, có stop sign lung tung xe bần, cả traffic light này này nọ kia, nhưng mà đây là con đường cao tốc không có chướng ngại nào hết, hướng thẳng đến đích điểm. Đấy là cái niềm tin của ông ấy mạnh mẽ như vậy. Bây giờ về cái lòng sung mộ của ông ấy như thế nào? Chính vì ông ấy chuẩn bị về rước lễ là tuyệt vời rồi. Bây giờ sáng đến sung mộ đó là ông ấy quý mến phép Thánh Thể đến cái độ rằng ông đã muốn nghi thấy có nhiều phép lạ ở biên Âu Châu đó. Là ông ấy nghiên cứu thì chính ông ấy bảo rằng có 126 phép lạ. Đấy thì các cái kỳ nghỉ của gia đình đó, là trong các kỳ nghỉ của ông không phải học hành nhiều đó, thì ông đi truy cập các website về các phép lạ này, rồi thì ông ấy dùng mọi cái phương tiện là máy tính đó để mà ông ấy tạo ra các poster. Dạ vâng. Đấy, của cho từng một phép lạ một. Và vì vậy bây giờ thì ngài có để lại một cái quyển sách đó, là nó có những cái hình mà tất cả các cái poster đó. Đấy, thì nhớ rằng cái quyển sách này đó được in vào năm 2020. Dạ vâng. Rồi có cái triển lãm của các cái ảnh của ngài nữa. Thì vào cái lúc mà ngài được tuyên phong trên Tân Phước vào tháng 10 năm 2020 đó, thì tất cả các nhà thờ ở Assisi đấy là đều chầu Thánh Thể vào chính ngày ngài được tuyên phong Trần Phước. Vâng. Đấy. Và người ta bảo rằng cái thành phố Assisi vào cái ngày này là trở thành thành phố bí tích Thánh Thể. Dạ. Yeah, vâng. Thánh Thể. Đấy. Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, đấy, chúng ta thấy rằng không phải là chỉ những người già mới yêu thích Thánh Thể đâu, ngay cả những người trẻ, nhưng mà nếu được Chúa thương mà rồi có một cái gọi là cái đời sống đức tin sâu xa thì chắc chắn cũng nhận ra bí tích Thánh Thể và còn say mê hơn. Tại vì con giờ này con chẳng biết là có 126 phép Thánh Thể ở bên châu Âu liên quan đến phép Thánh Thể, đến phép lạ. Mình sẽ bàn tới đó. Thì đó là tất cả những việc này, tôi thấy rằng ngày hôm nay đúng là con cảm ơn cha rất là nhiều, vì chỉ hôm nay là thứ ba rồi, chỉ còn vài ngày nữa thì chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta học hỏi và suy niệm, để Chủ nhật này chúng ta phải chuẩn bị, chứ còn nhiều khi tới một cái bữa ăn rồi ăn cho cố mẹ rồi đến bữa ăn nó no đồ ăn được, thành ra phải chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị cho thật là, mà phải chuẩn bị cho xứng đáng nữa cơ. Còn nhiều khi mà không xứng đáng chúng ta nhận phép Thánh Thể, nó trở thành án phạt cho chúng ta thì nguy hiểm vô cùng. Vâng, thì nói đến đây thì con cũng thấy là nói về phép Thánh Thể thì chúng ta còn nhiều lắm, nhưng mà chắc có lẽ mình thay đổi chương trình một chút cho nhé. Con thấy có một cái sáng tác của Linh Mục Thành Tâm về phút linh thiêng. Xin mọi người chúng ta dừng lại giây phút chúng ta đã học qua lịch sử và chúng ta đã thấy sự nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể thực. Giờ đây chúng ta cùng với nhau ca lên lời ca phút linh thiêng. Nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
Này đây ta ban cho thân xác ta làm quan, máu ta ta ban cho làm vua uống. Này ai ai ăn ta uống máu ta trong tin yêu thì sẽ sống mãi muôn đời liền. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Vâng, một cái phút linh thiêng rất là hay của linh mục Thành Tâm. Cảm ơn cha Thành Tâm rất là nhiều đã viết ra bài cho chúng ta để chúng ta yêu mến Pháp Thánh Thể hơn. Rồi nói đến Pháp Thánh Thể, ngoài việc chúng ta đã chuẩn bị cho mình về đức tin, rồi chuẩn bị, rồi sùng mến, rồi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa khi chúng ta đi tham dự thánh lễ rồi, thì bây giờ chắc có lẽ mình bước ra ngoài một tí xíu. Giáo hội của chúng ta luôn luôn có những cái là sự làm việc rất là đắc lực của Chúa Thánh Thần, mà còn thấy cụ thể nhất là những cái đại hội. Chúng ta hay có đội Thánh Mẫu, Đức Mẹ La Vang, đại hội Thánh Mẫu. Và chúng ta đừng quên rằng có một cái đại hội đó là đại hội Thánh Thể Quốc tế. Xin kính cha, mời cha Giuse, cha. Vâng, thưa cha, đó. Con đấy làm lạ đấy. Là bên Việt Nam về với cái đại hội Thánh Thể đó, là đại hội Đức Mẹ Thánh Mẫu đó, thì chúng bảo ta hào hứng lắm. Đại hội giới trẻ nữa. Đại hội giới trẻ cũng rất hào hứng. Mà đến nhưng mà đại hội Thánh thể coi về chìm xuồng. Chìm xuồng. Và rất chìm thực xuồng. Thực tự cha nói rằng có đại hội Thánh Thể quốc tế, nhưng mà cũng có đại hội Thánh Thể quốc gia nữa. Dạ vâng. Đó, vâng. Cái mục đích của đại hội Thánh Thể là gì? Dạ vâng. Chỉ có mục đích được ghi rõ ràng, đó là cổ võ và làm chứng cho sự hiện diện thực sự rõ ràng chân thật của Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Dạ vâng. Đó. Do đó đó thì thường thường là làm cái có ít ra nó có ba cái việc mà rất là quan trọng. Dạ. Và có thể rằng cái phần thứ ba đó là chúng ta bên Việt Nam chúng ta không làm nhiều, do đó cái này thiếu. Ba cái yếu tố của các đại hội Thánh Thể ở tầm vóc quốc tế cũng như ở quốc gia là gì? Đó là thường là bao giờ cũng có thánh lễ đại trào ngoài trời. Vâng. Quy tụ rất đông người. Dạ vâng. Đấy. Cái thứ hai là có chầu mình Thánh Chúa liên tục. Vâng. Đấy. Rồi thì trong việc chầu mình Thánh Chúa luôn luôn có sự rước kiệu Thánh Thể. Dạ vâng. Rất là long trọng. Vâng. Đó, chúng ta sẽ bàn, con hy vọng rằng trong cái những một hai lần tới chúng ta bàn thêm về bí tích Thánh Thể. Yeah. Thì chúng ta bàn riêng về cái việc kiệu mình Thánh Chúa ý nghĩa làm sao. Vâng. Là bởi vì như Lộ Đức đó, các phép lạ đó thường là xảy ra trong lúc rước kiệu. Rước kiệu Thánh Thể. Vâng. Đấy, thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó. Ừ. Rồi thứ ba đó là dĩ nhiên là có nhiều, ngoài kiệu Thánh Thể nó còn nhiều nghi thức sùng mộ nữa, nhưng mà nó có cái điều quan trọng hơn nữa là bao giờ cũng có nhiều diễn giả để mà giảng dạy và khuyến khích làm cho mọi người hăng say mộ mến, hiểu biết một cách thực sự về bí tích Thánh Thể. Và sau khi mà mỗi một đại hội Thánh Thể ở tầm vóc quốc tế cũng như tầm vóc quốc gia, thường là nó có quyển sách, nó gọi là Eucharistic Congress Proceeding. Yeah. Là trong đó các bài giảng của các hồng y, các bài giảng của các nhà diễn gia giải, rồi thì trong các workshop nó có cái gì thì người ta đều ghi lại hết, người ta coi trọng lắm. Dạ vâng. Đó. Thì bây giờ hiện giờ đó thì là nó có bằng tiếng Việt không thưa cha? Con thì nói thật với cha, cái lỗi của con
là con cứ dùng tiếng Anh không dùng à? Tiếng Anh không à? Nó chắc ở đây lâu chắc ỉ cho nó tiếng Anh cho giỏi không phải giỏi đâu. Con nghĩ là nếu mà có thể được ha, mình nhờ cái anh em ở Đan Minh Học Viện Đan Minh mình mà dịch qua tiếng Việt cho con nghĩ là chắc là phải có một cái phong trào. Dạ vâng. Mà con đang là nghĩ đến các cụ bây giờ đọc tiếng Anh thì cũng giống như đến là các em ít ở Việt Nam thì không dám nói, nhưng mà con nghĩ rằng các em của chúng ta ở trong giáo xứ của chúng ta đây đó là nên theo con cố ý giới thiệu cái chân phước Curtis là nên theo đó thì thực sự ra đó thì mà con nghĩ phải là từ các thầy trở lên, chứ còn các em ở ngoài đấy khi mà nói về cái đó nó có substantial con substantial không thường thường là đi vô vấn đề sùng mộ trước. Dạ vâng. Tức các em làm rồi thì khi mà nói thật với cha. Dạ vâng. Nói thật với cha đó là ngay mình đối xử với cha mẹ của mình. Dạ. Mình nói cha mẹ như thế này, công lao trời biển như kia vứt đi hết. Dạ vâng. Chỉ có các em nào mà nó được ở với những người mà thực sự có lòng quý mến và có biết xử sự bố mẹ như thế nào thì các em nó mới biết cách để mà khám phá ra tình thương của cha mẹ dành nó làm sao. Dạ, cái vâng. Gương nó quan trọng lắm. Vâng. Con nghĩ rằng chắc là mình phải để ý cái đó nhiều hơn đó chạ. Vâng. Bây giờ nói chung về với Bí tích Thánh Thể là ở trong cái quốc tế đó. Dạ, vâng. Là hiện giờ đó là, vâng. Là nó bắt đầu từ năm bao nhiêu ta? 1900 hả? 1881. Lâu vậy đó ra. Vào tháng Giêng năm 21 chạ. Wow, 1800 881. Đấy, bắt đầu đó là do cái lòng hăng say sùng mộ Thánh Thể của một người phụ nữ, lay people đấy, dạ người vâng. Phụ nữ giáo dân á, là đấy. Cái bà tên là bà Mary Marth Baptistine Tamizier. Ở đâu? Là bà ấy ở bên Pháp, bên ở Pháp. Bình Liêu đó. Đấy. Chị hai của giáo hội. Thì cái này rất hay là vừa lòng sùng mộ bà ấy không có đứng ra tổ chức lung tung, mà bà ấy đi vận động ở các đấng bậc. Nói chung là cái clergy đó, hàng giáo phẩm trong giáo hội đó, dạ vâng. Trong suốt 10 năm. Dạ. Rồi cuối cùng, để đức cha của địa phận Liêu, tức là đức cha Gaston de Seguir đó, là ngài có sáng kiến tổ chức Đại hội Thánh Thể năm 1881. Đấy. Dạ vâng. Rồi thì sau đó phát triển lên, nó thành ra tầm mức quốc tế. Lúc bắt đầu thì tổ chức bên Pháp thôi. Có một lần đấy nhờ cha mà đi hành hương bên Pháp chưa? Con đi rồi nhiều thế lần. Thế nào cha cũng viếng nhà thờ Sacré-Cœur có con có đi có dạ nhà thờ Thánh Tâm ở trên kia ở trên kia rất đạo đức mà rất là tội lỗi. Ở đây 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 nhà thờ đấy. Đấy là năm 1000 họ tổ chức từng năm một. Dạ vâng. Rồi về sau nó phát triển ra. Tức là đến thời đại thứ 6 tức là ở Montmartre. Rồi đại hội kế tiếp đại hội thứ 7 đó thì tổ chức ở Antwerp, tức là ở bên chỗ Belgium ấy chả. Yeah. Và cái thời đó đã 150.000 người tham dự rồi. Wow. Rồi 3 năm sau, tức là đại hội Thánh Thể thứ 8 á, được tổ chức ở Jerusalem. Đấy. Rồi thì được rồi sau đó lại trở về châu Âu năm 1907. Được tổ chức tại Metz, Lorraine, tức là cái chính quyền Đức lúc đó đó, họ cấm các cái cuộc diễn hành, các cái processions ở ngoài đường phố. Nhưng mà khi mà tổ chức Đại hội Thánh Thể ở Metz này, ở bên Germany, thì người ta phải tạm dừng cái luật đi kiệu đi. Yeah. Đấy, để cho những người tham gia đi rước kiệu. Đấy, do nên là chi nói chung ra đó thì làm là khi mà phép Thánh Thể đi đâu mà lòng sùng mộ thực sự thì những phép lạ nó xảy ra rất là nhiều. Bây giờ nói chung ra bên đạo Công giáo của chúng ta thấy vâng. Rằng cái lòng tôn sùng Thánh Thể như vậy cần phải được tổ chức và vâng. Quảng bá hơn vâng. Và con nghĩ rằng mình còn nhiều việc phải làm vâng. Thấy rõ ràng đó. Cho nên ngay bây giờ hiện giờ đó người vâng. Ta có một cái gọi là Pontifical Committee. Yeah. Tức là ủy ban giáo hoàng để mà tổ chức các đại hội thánh thể quốc tế này. Vâng. Nó là một phần của trong cái giáo triều, vâng. Giáo triều Roma. Thì thực sự ra cái ban này, cái pontifical này đó được thành lập
năm 1879, cũng lâu rồi, nhớ không? Đấy. Tức là trước cái đại hội đầu tiên này của Bình Phước. Đây. 1880, đấy, rồi đến khi mà Đức Giáo Thánh Cha, Đức Thánh Cha thứ 16 đó, tức là năm 2009 đó, thì khi Ngài mới lên, thì Ngài có viết lại cái cương lãnh, đó là cương lệ của ủy ban này. Thì Ngài nói rõ ràng là ủy ban này làm sao để cho sự hiện diện Đức Giêsu Kitô hiện diện thực sự trong mầu nhiệm thánh thể, trước hết được mọi người biết hơn, được mọi người yêu quý hơn, mọi người sùng mộ hơn và được phụng thờ hơn. Đấy là nhiệm vụ như vậy. Thì rồi ngài cũng đặt các cái chính Đức Giáo Hoàng đặt các cái vị chủ tịch. Đó, rồi đặt các cái chủ phó chủ tịch và tổ chức ra như vậy cho đến bây giờ năm nay đó là đã được lần thứ bao nhiêu lần thứ ít rồi là 53 54 rồi. Con nghe thấy rằng cũng nhiều nhiều rồi đấy, lần cho nghe cho nó 55 gì đấy à, coi con 54 lần rồi, nhiều rồi, tức là đây này con có thể coi con tìm coi nào, 53 rồi đấy, 50 tức là tức là lần thứ 52 sắp tới đây mới là lần thứ 53 ở Budapest. Đấy. Rồi khi thành 51 á ở Cebu. Yeah. Ta biết Cebu ở đâu không? Cebu con không biết luôn. Ở Philippines ấy, ta không đi vượt biên này. Con chưa có đi qua Philippines bây giờ. Ở Philippines được tổ chức 2 lần rồi đấy. Dạ vâng. Việt Nam mình chưa có lần nào ha. Việt Nam chưa có. Thì 2016. Cái lần tới đây sẽ là 2024 đúng không thưa cha? Kỳ tới này đó là 2024, 2024. Ở Quito ở Ecuador. Thì họ xin tổ chức. Đấy là ở xa, Còn bây giờ con thật cha, bây giờ như vậy đi, ở gần những ai trong Texas của chúng ta đừng quên là chúng ta đang sống ở Texas thì chúng ta có cái đan viện biển Đức, dòng Thiên Tâm, đan viện biển Đức, dòng ban điện biển Đức, Thiên Tâm đó. Thì sắp tới đây đó là nhà dòng cũng sẽ tổ chức, mà cái của mình là cái thứ 13 rồi đó thưa cha. Vậy đấy ạ. À? Thì cũng tuần này, con nghĩ là tuần này thì bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 19 đây nè. Tức là hôm nay đã là ngày 14 rồi. 14 rồi. Ngày 15, 16. Thì còn ngày thứ 5 này thì các cha trên đó thì con biết cha Bề Trên Hạnh, Ngài cũng dễ thương lắm, cũng là Đa Minh Hạnh. Thì chúng ta nếu được thì chúng ta cũng tham dự, nếu như ai thích sự mà chúng ta muốn bày tỏ lòng yêu mến thánh thể chúng ta cũng được tham dự. Mặc dù con thấy cuối tuần này ai cũng bận rộn quá, nhưng mà tổ chức từ thứ năm cho đến chủ nhật, đấy là con thông báo đến cái lần thứ 13 đại hội thánh thể của cha các cha dòng Bình Đức, đan viện Bình Đức ở Thiên Tâm. Dạ. Thì nói chung đó thì mình phải làm đó, và cái chỗ đấy cần phải để ý. Dạ vâng. Riêng về nước Mỹ, vì cái hoàn cảnh bây giờ trước hết là dịch bệnh này. Dạ vâng. Thứ hai về vấn đề kinh tế này. Dạ vâng. Thứ ba về vấn đề luân lý. Dạ vâng. Và vì vậy thì các Đức Giám Mục, tức là Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ có tổ chức quyết định tổ chức gọi là Đại hội Quốc tế, Đại hội Thánh thể trong tầm mức quốc gia. Trong tầm mức quốc gia. Không phải ở Texas mà đi ra trên toàn quốc. Toàn quốc. Dạ vâng. Thì Hội đồng Giám Mục bao giờ chứ? Năm 2021 thì đã quyết định tổ chức vào vào năm 2024, là 2 năm nữa. 2 năm nữa. Vậy là năm nay không có, năm nay chưa có. Đừng nói vậy. Chuẩn bị. Là khi mà các ngài 21 ngày các ngài quyết định như vậy rồi đó. Wow. Thì rồi vào cái ngày của ngày 24 cho ghi xuống đi để cho bà con biết mà. Yeah. Đánh được là ngày tháng 7 từ. Yeah. Ngày 17 đến ngày 21. Vâng. Tháng 7. Vâng. Từ ngày 17 đến ngày 21. Vâng. Được ạ. Ở đâu? Ở Indianapolis. Indianapolis. Con chưa đến đây bao giờ sao? Đấy. Đấy, thì thực sự ra đó thì có nhiều nơi đã muốn tổ chức. Đấy. Ở bên Denver cũng muốn, ở Atlanta cũng muốn, rồi thì ở Indianapolis cũng muốn, nhưng mà cuối cùng ra chọn chốt lại đó là chọn lại Indianapolis. Rồi, Indianapolis lý do tại sao ở đấy đó là cái trung tâm điểm Indiana đó, thì ở nơi đây đó là chọn cái này là bởi vì nó là trung tâm địa lý. Thường thường người nó ta có thể lý, thể là lái xe nghĩa là hơn một nửa của nước Mỹ. Dạ vâng. Là muốn lái xe tới Indianapolis á,
thì chỉ cần một ngày đường là tới rồi. Dạ vâng. Đấy cũng vâng. Đấy nó từ mình mà lên đó hoặc từ là mình xe, lên đó bây giờ độ một tiếng thôi. À. Độ một ngày thôi. Một ngày. Đó là một ngày lái một xe. Một ngày là 20 cũng mà 20 mấy tiếng. Thường thường ngày của Mỹ 12 tiếng. 12 tiếng lái chỉ mãi 12 tiếng. Đi tức là đấy đi qua cái là tới Indiana rồi. Còn chưa đến bao giờ. Hy vọng rằng do sức mạnh lá vàng của chúng ta hay là dòng đam mê của chúng ta có cơ hội để tham dự cái này cũng là tốt để chúng ta hiểu thêm và yêu. Mình có hiện diện đó mình cũng bày tỏ cái lòng sùng mến của mình. Còn nghĩ chắc trời ơi thời gian đã hết rồi, hết từ lâu lắm rồi. Dạ vâng. Còn xin cảm ơn cha bề trên rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người khi mà vào cái chương trình với cha Nghị rồi thời gian nó trôi qua lẹo. Con xin cáo lỗi tất cả mọi người và như chúng con đã hứa những lần tới chúng ta sẽ nói nhiều hơn về việc và chúng ta chầu thánh thể như thế nào hay là tại sao rước kiệu rồi những phép lạ hay là tất cả những việc liên quan đến thánh thể chúng ta sẽ được hẹn gặp lại những lần tới. Chúng con xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến chương trình phụng vụ thánh của chúng con và nhớ quảng bá thêm để cho nhiều người biết thêm về cái phụng vụ thánh này để chúng ta có dịp học hỏi thêm về những chương trình này. Chúng con xin cảm ơn mọi người và chúng con xin cảm ơn cha bề trên. Tôi xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em ạ. Con kính chúc mọi người mừng đại lễ mừng máu Thánh Chúa một cách sốt sắng ạ. Chúng con xin cảm ơn cha, cảm ơn cụ.